có nghĩ rằng nhấc vào ân ma, sau đó đưa gậy vàng cho Goku, hắn có thể dạy cho Hồng Hải Nhi một bài học không? Không thể nào, bởi vì Goku vừa định ra tay, chiếc kính công chúa cứ một cái lóe ra đánh bay hắn. Cậu ấy còn nhỏ, cậu không biết nhường cậu ấy sao? Chị dâu, tôi sai rồi. Viên chức này giúp Goku dạy cho Goku một bài học. Bạn chơi gì khi còn nhỏ? Chơi mẫu xe. Đứa bé còn nhỏ không hiểu chuyện gì, cứ để nó chơi đi. Trên thực tế, có 3 cách để vượt qua hải quan. Bạn, chúng tôi nhấp vào Hồng Hải Nhi 2 lần trước. Anh ấy sẽ nhổ núm vú ra, sau đó nhấp vào Goku, đưa núm vú cho anh ta khi anh ta nói câu thần chú, sau đó đưa cho anh ta cái chai rỗng trên tủ. Goku sẽ thực hiện 72 thay đổi, biến thành một con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ không ăn được sữa sẽ khóc, lúc này công chúa sẽ xuất hiện. Dạy cho Hồng Hải Nhi một trận nhé. Vàng, nhấp vào Goku trước. Hãy để anh ta nói câu thần chú, sau đó trực tiếp giao cho Hồng Hải Nhi. Ngộ Không sẽ biến thành gấu con, và Hồng Hải Nhi sẽ trở thành một con của xã hội. Khi nào thì kết hôn? Dự định sinh mấy em bé? Tiền thưởng cuối năm là bao nhiêu? Công việc sao rồi? Ha ha, Kim Cương, vẫn là nhấp vào Goku trước. Hãy để anh ta nói câu thần chú, sau đó gửi khăn trải giường và chai rỗng cho anh ta. Ta sẽ biến thành Bồ Tát Quan Âm, trực tiếp nhận Hồng Hải Nhi. Tiểu Hồng, từ nay về sau người sẽ làm thiện tài đồng tử đi.